Tiếp theo, đối với phụ âm. Phụ âm khi các bạn đặt giữa hai nguyên âm, hai vowels trong một từ, thì đối với anh, các bạn sẽ nhấn mạnh âm này. Nhưng mà với anh Mỹ thì các bạn ý lại có thường xu hướng đấy là đổi thành dịch như sau. Mình có ví dụ từ đầu tiên. Anh các bạn sẽ đọc là butter, butter. Nhưng mà Mỹ người ta sẽ đọc là butter, butter. Từ tiếp theo, anh các bạn sẽ nói là bitter, bitter. Anh Mỹ các bạn sẽ nói là bitter, bitter. Và ở đây mình sẽ có một câu khác cho các bạn tập theo như này nhé. Câu ấy các bạn nói bằng tiếng Anh, các bạn sẽ nói như sau. This food tastes a bit bitter. Nhưng mà anh Mỹ các bạn sẽ nói là this food tastes a bit bitter.